xong đời con mèo. Không. Thôi mà. Tuyệt. Cái phô mai quỷ quái. Đấy là câu của tớ mà. Được thôi. Cái gì vậy trời? Làm bánh sandwich vậy? Cũng bị xui lây rồi. Thôi được rồi. Lúc nào cũng vậy. Ăn thôi. Ít nhất là cho béo ăn vậy. Hoặc không. Cho nó tự mở luôn đi. Con mèo vạ lây luôn rồi. Thay đồ vậy. Cái gì vậy trời? Phong cách đấy. Hôm nay bị gì vậy nhỉ? Chào Suzy. Chào Sammy. Cậu làm sao thế? Cậu tin nổi không? Hôm nay tớ bị trộm mất ví tiền. Sao lại thế? Chắc cậu buồn lắm nhỉ? Để tớ mang chăn đến cho cậu. Chỉnh gối lại nào. Trà tới rồi đây. Cảm ơn vì đã chăm sóc tớ, Sammy. Nhưng cũng không sao. May là ví chỉ còn một ít tiền xu. Nhưng vẫn khó chịu mà. Cái này chắc sẽ làm cậu vui lên. Chỉ còn một ít nữa là những tớ sẽ chia cho cậu. Cảm ơn. Tớ vẫn lo cho cái ví mới lắm. Nhỡ nó cũng bị trộm thì sao? Ngụy trang. Ngụy trang. Đúng vậy, một ý tưởng tuyệt vời. Nhưng mà cậu mang cả cái lọ mứt theo để làm ví hả? Không tiện chút nào mà còn nặng nữa. Hả? Gì chứ? Không, Sammy, tớ không dùng cái lọ đâu. Sao cậu bảo ngụy trang? Tớ sẽ làm cái ví trông giống như một lọ mứt Nutella. Là một cái ví bình thường như mọi người sẽ nghĩ đây là một lọ Nutella. Đúng. Cậu thông minh quá đi. Nhờ công chăm sóc của tớ hết nhỉ? Tất nhiên là vậy rồi, Sammy. Chào mọi người. Nhờ Sam chăm sóc, tớ đã bình tĩnh lại rồi. Và tớ có ý tưởng tuyệt vời này. Hôm nay chúng ta sẽ làm... Su, để tớ lấy nó cho cậu. Hộp kim chỉ á. Đúng, cậu sẽ may cái ví mới cơ mà. Sammy à, không phải là may đâu. Thế tôi đi ra sau vậy? Khoan đã, chờ chút, tớ cần cái này bằng dính gai.
Đúng vậy, ta sẽ cần món này ở bước cuối đấy. Còn đầu tiên, món này và cái này. Ta sẽ phác thảo hình ảnh của lọ mứt lên mấy miếng nhựa này. Nhấn nút like nếu các bạn cũng mê Nutella nha. Và bây giờ ta sẽ cắt nó ra. Nhớ cẩn thận khi dùng kéo nha mọi người. Thế cậu cũng cần dùng vải nữa đúng không? Tất nhiên. Giống cái này à? Không Simi, ta cần vải nỉ á. Màu nâu đúng không? Đúng, sao cậu biết vậy? Tớ biết màu của món trắng mẹ yêu thích của mình mà. Tất nhiên rồi ha. Ta sẽ đặt miếng nhựa lên miếng nỉ này và kẻ viền theo tấm nhựa. Nhưng mà hình trên miếng nỉ nên nhỏ hơn hình trên mảng nhựa một chút xíu. Như thế này nè. Này, cậu làm gì để dính các phần lại nếu không may chứ? Dùng nhiệt. Nhiệt? Cậu tính chiên nó sao? Hay lá nướng? Không, nhưng tớ cần một ít giấy sáp. Để tớ lấy nó cho. Giấy sáp ơi, thấy mấy bạn rồi nha. Mình đúng là làm gì cũng tốt. Quay lại với Suzy thôi. Không có mình thì toang thật đấy chứ được. Đây là nguồn nhiệt phải không vậy? Chắc chắn, mình tớ vẫn chưa bật lên nên nó không nóng. Mọi người phải cẩn thận khi dùng bàn ủi nhé. Tốt hơn là hãy nhờ người lớn giúp mình. Cậu có mang giấy sáp không? Có chứ, đây nè. Come on. Phải rồi, để tớ sẽ cắm bàn ủi vào. Thế là mọi thứ sẵn sàng rồi. Mọi thứ gì cơ? Như này. Như này, chúng mình có một miếng nỉ và hai miếng nhựa. Ôi, cậu sẽ làm một miếng sandwich nhựa và nỉ. Cũng giống giống vậy. Tớ sẽ đặt giấy sáp lên trên và ủi nó. Đây là miếng nền. Giờ mình sẽ làm các ngăn đựng tiền. Đầu tiên là một ngăn nhỏ đựng tiền xu. Giờ mình sẽ dính ngăn dài này vào nền. Sao thế Simi? Trong khi cậu đang ủi với TV mới, tớ đã làm phần quan trọng nhất nè. Sao cậu làm được vậy? Tớ cắt phần nhã nè, không thì chả ai tìm cả đâu. Cảm ơn cậu. Và chiếc ví đã gần xong. Nhưng vì Semi nói vậy nên chúng ta cần phải trang trí để nó trông giống như một lọ Nutella. Tớ mà nói thì chỉ có chuẩn. Có thích gì không xem, trợ lý yêu dấu của tớ. Sao vậy Suzy, thợ thủ công yêu quý của tớ? Cậu giúp cắt mấy miếng nỉ màu trắng để trang trí cho phần nắp nha. Rất là vui lòng. Cỡ nào nhỉ? Giống như cái hình này là được rồi. Được luôn. Và ta sẽ dán nhãn lên. Trước tiên ta sẽ bảo vệ nó bằng băng keo trong. Đó là lý do tớ nhờ xem làm công đoạn khác. Các cậu cũng biết là cậu ghét băng keo đến thế nào. Nếu cậu nhớ lý do thì hãy viết bình luận nha. Xong và tiếp theo, ta sẽ dán nhãn lên ví bằng băng keo hai mặt. Khó quá đi luôn. Sao mà Sưu làm dễ quá vậy? Mình tớ làm được rồi. Nhanh nhanh đăng ký kênh và nhấn nút đăng ký để ăn mừng thành công của tớ nào. Nhanh về cùng Suzy thôi. Suzy đây. Cảm ơn Semi. Và kịp lúc, chúng mình sẽ làm nắp cho lọ mứt nha. Để đảm bảo nắp Nutella không chảy ra hả? Giống vậy đó. Như này. Cậu có thấy thiếu thiếu cái gì cái không? Cái móc cơ hả? Đúng. Không sao đâu. Một, hai, ba, xong. Suzy là thợ thủ công tuyệt vời. Cảm ơn Semi. Điều quan trọng nhất đó là cất tiền vào ví thôi. Đến lúc dùng nó rồi. Và giờ thì mình sẽ không cần phải lo lắng về chiếc ví nữa.
Liệu bé Slam thông minh có xứng đáng với một lọ Nutella thay cho lời cảm ơn không nhỉ? Chắc rồi tớ sẽ đi mua một lọ Nutella với cái ví Nutella của mình. Các bạn ơi, nếu thích ý tưởng này, hãy chia sẻ video này với bạn bè nha. Và hãy nhấn nút like 3 lần để ví của chúng ta được an toàn.